chương 1 trùng sinh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com edit tư Ta thanh thanh biết quá nhiều người thì rất khó vui vẻ bởi vì thế giới này ở trước mặt anh không có cảm giác thần bí không có niềm vui bất ngờ thậm chí không có tương lai từ lãng kỳ thật cũng không rõ mình vì sao đột nhiên về tới thời cấp 3, không sinh bệnh không có thiên tai nhân họa anh chỉ ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện mình ngồi ở bàn học trước mặt là đóng bài thi hóa học cả đời anh không được coi là viên mãn nhưng cũng coi như là nhân sĩ thành công truyền kỳ thương nghiệp thời kỳ thiếu niên cha mẹ ly dị anh từ đứng đầu lớp lưu lạc đến không có tiền đi học chỉ có thể bỏ học sau khi bỏ học anh cũng không cảm thấy cuộc sống u ám mà bắt đầu bán bảo hiểm gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ sau đó dựa vào ánh mắt sắc bén đầu cơ tất cả tài chính vào internet cả đời anh tự như sau khi bỏ học thì bắt đầu chỉ còn lại có ích lợi cầu nhân đắc nhân, nếu lấy tiền tài làm đánh giá tiêu chuẩn, anh cuối cùng hẳn là xem như nhân sĩ thành công, mà ở ngay lúc này anh về tới thời cấp 3, lúc cha mẹ còn chưa ly dị, từ lãng nhìn bài thi hóa học vô cùng xa lạ, sau đó mở sách ra bắt đầu làm một đề lại một đề. Mấy thứ này đối với anh mà nói, cách hai đời thật sự là quá mức xa xăm, cơ hồ hoàn toàn không nhớ rõ, cũng may anh ghi chép rất tốt, anh nhanh chóng hoàn thành bài thi, chỉ là... Từ lãng nhìn chữ viết đã thay đổi của mình, trong lòng cũng hiểu rõ, thật sự khác nhau, mãi cho đến khi từ lãng làm xong tất cả bài thi cha mẹ đều không trở về, từ lãng cũng không thèm để ý, đối với anh mà nói, hai người kia cũng là chuyện đời trước. 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học đã đánh thức người dậy, nhìn trần nhà xa lạ từ lãng sửng sốt 2 phút mới nhớ tới mình đã không phải là người có tiếng trong giới kinh doanh mà chỉ là một học sinh lớp 12 với hai bàn tay trắng, bỏ cơm, đậu xanh vào nồi cơm điện. Sau đó Từ Lãng mặc quần áo thể thao bắt đầu chạy bộ, đây là thói quen mà sau khi anh trở thành cái gọi là nhân sĩ thành công Dưỡng Thành, chạy nửa giờ, trở về tắm rồi uống cháo đậu xanh, lúc này mới 6 giờ 6:30, Từ Lãng đeo cặp sách đi đến trường. Lúc đi trên đường cái vắng vẻ, lúc đi ngang qua trạm vé số từ thiện, Từ Lãng đột nhiên cười, năm đó cha mẹ ly dị lên tòa án nháo đến mọi người đều biết bởi vì cha Từ Lãng lúc trước mua một tấm thẻ cào trúng thưởng, trúng 30 vạn sau khi ly dị với mẹ từ lãng mới đi lĩnh tiền kết quả bị thân thích bên mẹ phát hiện mẹ từ lãng kiện cha từ lãng lên tòa án đương nhiên cuối cùng là thắng kiện bởi vì tấm vé số kia là mua trước khi ly dị tính là tài sản chung của vợ chồng cha từ lãng mua chính là một tấm thẻ cào trúng thưởng năm đồng một tấm anh hiện tại còn nhớ rõ sau đó cha anh có nói qua lúc ông đi mua cũng chỉ dư lại một tấm cuối cùng lúc ấy ông cũng không định mua lúc này cửa hàng còn chưa mở cửa từ Lãng chậm rì rì đi đến trường, ấn tượng của anh đối với sinh hoạt cấp 3 cũng không rõ, nhưng cũng may là vẫn nhớ rõ phòng học cùng chỗ ngồi của mình. Lúc Từ Lãng tới phòng học thì phòng học chỉ có hai nữ sinh, từ sau khi xác định thật sự về tới thời cấp 3, Từ Lãng đã quyết định mình phải đi một con đường khác hoàn toàn đời trước, ví dụ như tham gia thi đại học, vào đại học, cho nên sau khi đi vào phòng học, Từ Lãng tiếp tục xem sách hóa học, tiếng Anh cùng ngữ văn cũng không lo lắng. Lúc trước sau khi anh lên làm ông chủ bị một phú nhị đại cười nhạo cách phát âm quá Trung Quốc cho nên đặc biệt tìm giáo viên nước ngoài khổ luyện tiếng Anh. Ngữ văn cũng không có vấn đề gì lớn, chính là lý hóa sinh cùng với toán thì vấn đề có chút lớn, phú nhị đại. Cậu ấm, cô chủ con nhà giàu. Nghĩa là thế hệ giàu có thứ hai, ý chỉ con cái của các quan chức chính phủ cao cấp hoặc doanh nhân giàu có. Cũng may, hiện tại là học kỳ một lớp 12, còn kịp, bạn học trong lớp đối với từ lãng mà nói đều là người xa lạ, nhưng cũng may cũng không cần từ lãng đi gọi tên từng người từng người một cho nên cũng không có gì ghê gớm. Tan học tiết thứ hai vốn là thời gian tập thể dục theo nhạc, từ lãng đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ, bởi vì từ lãng vẫn luôn vẫn duy trì thành tích tốt nhất lớp nên xin nghỉ đều không hỏi lý do liền cho nghỉ luôn, từ lãng đến trạm vé số, lúc này đương nhiên không phải dư lại một tấm mà là năm tấm, cũng chính là 25 đồng tiền từ lãng mua hết, vừa đi về trường học vừa cào từng tấm một, không có bất ngờ, cũng không có ngoài ý muốn. Tấm thứ hai chính là 30 vạn. Bởi vì là 30 vạn cũng không phải lấy ở trạm vé số từ thiện cho nên từ lãng cũng không nóng nảy. Tiếp tục về trường học, nhanh chóng về tới trường học, bởi vì cách có chút xa cho nên lúc trở về đã bắt đầu tiết ba rồi. Đứng ở cửa phòng học anh thấy một cô gái vừa vặn bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, giờ phút này đang cúi đầu đi đến phía trước cuối cùng đứng ở trước bảng đen, giáo viên dạy toán cũng thấy được từ lãng, trực tiếp bảo từ lãng đi vào. Lúc từ lãng đi vào chú ý tới nữ sinh đứng ở trước bảng đen mang theo đặc thù của tuổi dậy thì có hơi béo, bởi vì tóc che mặt nên từ lãng thấy không rõ đối phương trông như thế nào, mặc đồng phục to rộng giặt đến trắng bệt. Mà thời tiết như vậy cô cũng chưa đeo. Tất. Hiện tại là ngày mùa đông, bên ngoài có tuyết rơi, lúc từ lãng ngồi xuống thì nghe được không ít bạn học đều đang nghị luận nữ sinh này, anh cũng không có ấn tượng đối với nữ sinh này. Cấp 3 trong trí nhớ của anh trên cơ bản đều là trống rỗng, giáo viên dạy toán trong tay cầm EK kê dạy học, gõ gõ bảng đen, làm đề này đi. Lúc nữ sinh vương tay mọi người đều có thể nhìn thấy da trên tay cô sưng lên nước ra, đỏ tím đỏ tím, gian nàng viết ở trên bảng đen. Lúc này, giáo viên dạy toán nói, một nữ sinh tay giống như bánh bao, lại là nhân màu tím, sao không biết xấu hổ sống ở trên thế giới này chứ? Cả lớp cười vang lên, từ lãng nhíu nhíu mày, đời trước hôm nay anh không đi học cho nên cũng không biết những việc này, nhưng đối xử với một nữ sinh như vậy thật sự không phải là điều một giáo viên nên làm, đại khái bởi vì bị người cười nhạo, tay cô gái run đến càng thêm lợi hại. Phấn rơi xuống, sau đó nữ sinh bị giáo viên dạy toán túng tóc, dùng ê cơ hình tam giác dùng sức vỗ vỗ tay. Em nhìn em xem, viết cái gì đấy? Từ Lãng thật sự là không nhìn được nữa, tuy rằng không kết hôn, cũng chưa từng yêu đương nhưng từ Lãng từ trước đến nay tương đối tôn trọng với phái nữ, thưa thầy, có chuyện nói chuyện, đừng động thủ động cước. Cả lớp còn đang cười đều ngừng lại nhìn về phía Từ Lãng, phải biết rằng niên đại này giáo viên là một nghề thần thánh, giáo viên đánh chửi học sinh phụ huynh còn phải cảm ơn giáo viên. Em nói cái gì? Tuy rằng nói Từ Lãng đứng đầu lớp, Ngày thường các giáo viên đối xử với từ lãng đều rất tốt nhưng cũng không thể chịu đựng từ lãng khiêu chiến quyền uy của ông ta như thế. Em nói, có việc thì nói, không nên động thủ động cước. Từ lãng rời khỏi chỗ ngồi, đi lên bục giảng. Từ lãng hiện tại đã một M8, giáo viên dạy toán nhiều nhất mới được một một M65, từ lãng còn phải cúi đầu mới có thể đối diện. Những bước giải này của bạn ấy đều không có vấn đề, sao thầy phải động thủ đánh bạn ấy? lúc nói chuyện từ lãng gỡ tóc nữ sinh từ trong tay thầy giáo ra lúc này từ lãng vốn cho rằng đối phương đưa lưng về phía mọi người nhất định đã khóc rồi nhưng không nghĩ tới không có chỉ là sắc mặt tái nhật những thứ đó đều không phải điều làm từ lãng khiếp sợ từ lãng khiếp sợ chính là gương mặt này anh vừa rồi đi vào không nhìn thấy mặt đối phương giờ khác này mới nhìn đến hạ đằng nữ sinh này vậy mà lại là hạ đằng mười mấy năm sau đại minh tin hạ đằng tin xấu bay đầy trời tin xấu đơn giản chính là hạ đằng bằng cấp thấp còn có người nói hạ đằng là tiểu thư sofa, bị trong vòng bao dưỡng linh tinh, ý chỉ là đi làm gái, giống như nam thì gọi là việc, làm trai bao. Hai điều sau đích đích xác xác là có người bôi đen hạ đằng, không phải sự thật, từ lãng gặp qua hạ đằng hai lần, một lần là ở trong một tiệc rượu, hạ đằng bị một người đàn ông đầu như địa trung hải mạnh mẽ ông lấy, hạ đằng tự như uống say, dãy dụa không được bèn trực tiếp dùng bình rượu đập đầu mình, máu tươi chảy ròng hỏi. Tôi có thể đi chưa? Một màn kia để lại ấn tượng cho anh vô cùng sâu, ở trên bàn cơm cũng nghe người ta nói qua, không ít đại lão muốn gặm xuống cục xương cứng này nhưng không thể thành công. Bởi vì chuyện này anh cũng để ý tới Hạ Đằng, cũng bị Hạ Đằng làm cho khiếp sợ, sau đó, Hạ Đằng ung thư dạ dày qua đời, kết thúc cả đời ngắn ngủi, chỉ là không nghĩ tới anh cùng Hạ Đằng vậy mà lại là bạn học cấp 3, cút ra ngoài cho tôi. Thầy dạy toán sau khi đối diện với ánh mắt từ lãng bị chấn động một chút, cuối cùng quát, tự lãng cũng không cảm thấy gì, đi ra ngoài, hạ đằng phía sau tự nhiên cũng đi theo. Vừa ra khỏi phòng học, một cổ gió lạnh đánh úp lại. Từ lãng nhìn hạ đằng ngoan ngoãn đứng ở một bên mặt phong phanh, ở bên trong gió lạnh rung bần bật, trong lòng không hiểu sao thấy hụt hẫng. report thoát dis a giờ ở trong hiểu biết của từ lãng, hạ đằng cường đại đến mức một người khiên lên toàn bộ thế giới, nhưng hiện tại từ lãng cảm thấy đối phương tự như đang bất an, đang sợ hãi đôi mắt nhìn trên mặt đất giống như một đóa hoa không cẩn thận bỏ lỡ mùa xuân, nở rộ ở mùa đông, một mình ở trong gió lạnh, yếu ớt, mê mang, nhưng mà dưới tình huống như thế. Từ lãng vẫn không khống chế được mà nhớ tới lúc ấy, đứng lại đều đứng lại rồi. Hạ đằng không ổn đập đầu mình, cười hỏi, tôi có thể đi chưa? Cô lúc ấy, nếu là hoa, cũng là hoa ăn thịt người hết chương một. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả